nhà nha. Bữa nay á mấy anh em mình đi giăng lưới cả nhà ơi. Đây thầy lưới của mình đi giăng đây. Hello mấy anh em nha. Bây giờ còn có 4 anh em thôi. Vài bữa nữa lời với anh Lực qua cả nhà ơi. Về thăm nhà rồi. Đây, đây thầy lưới quyền thoại của mình. Kiếm mớ cá về mình làm gì đam. Cái này cũng gần chiều rồi cả nhà. Xế chiều rồi. Mặt trời núp núp đầu cây rồi. Lại khi mà giăng nha. Nước nó giật dữ lắm nhiều rồi cả nhà. Mình lại đầu cầu mình giăng lại đây xong rồi. Rồi sao từ dính sát trước cho nó kiến từ dính đến trước. Cái đầu kiến chắc ban đêm dính nhiều không? Ban ngày ít. Mà cũng chưa nói trước được điều gì. Quăng lấy gì nghiệp chứ bộ. Ừ. chụp liền. Chạy ra cái anh coi về cái ha. Ở chỗ đó cái ngã gì? Cả tư hả? Còn bên kia là cái gì ngã gì nữa? 1 2 3 4. Bốn ngã tư. Tại vì cái chân đường nước chảy rồi cá rồi đó. Chỗ nước chảy ra ha. Từ lọt trong đó. Chậm xe, chậm nước xe. Để bắt chạy xong hả? Dạ. Hay cá không có ngớp chưa á. Bỏ chút
cái vớn này luôn. Chạy đầu tiên nha cả nhà. Wow, được ta. Mình lấy cái lực giống của xuồng mà nó giật cũng mạnh thôi. Xuồng nhảy lên à. Nhảy tiếp nè. Hai giây chút nữa. Khoan hello. Chụp bé nó đi, chụp bé nó đi. Tròn lắm anh nhưng mà không biết có dính cá không thôi. Tròn như chữ O vậy. Lư hết để hết chớp rồi. Để xem. Lôi lên mà cái dây là tật 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 ha. Cá bự lắm á. Bực 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 là lỗ cành cành. Tật 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 là cá cành bự bự. Ăn hả? Ừ. Nhìn xịn không á. Già quá. Tìm lên lắm rồi kìa. Trời ơi, nghi quá. Dạ. Cái xấu gì lên đem chứ hả? Đem lên phẫn phẫn kìa. Được rồi. Chạy cá rồi. Trời. Dính cá chè. Cá chè hả cá cha? Cá chè ạ. Vậy mà cá không vô không lợi đó ta. Sao đây không cá chè đầu tiên rồi thấy không? Bỏ rồi tăng rồi đó. Mình chủ yếu chắc nhờ lưới quá. Gì? Chủ yếu nhờ lưới. Cái đầu tiên mà hãy kiên trì. Giữa giữa cái chạy dài lọt cục phao vô. Ép đó là con heo đó ha. Nguyễn nó thắng cái ép mà con heo. Lại gì rồi giật khỏe. Hả? Sao? Hai ốc đắng nó bự. Cái chạy á. Ngồi canh canh đợi nó. Cái heo đó. Cái lỗ đó xem. Được ta khác. Cái là
heo mà cái tịch lên đây hả? Cầm cá cả nhà ơi. Đó. Cừ nữa ha. Lần nào dính cá rau phiến cũng cừ vậy á. Ai mới cừ à? Sang sang phái lắm. Giờ là dính cá đầu tiên, cá rau phiến là cừ hí hí đây nha. Thầy. Sang đang có suy nghĩ là lột xả hay gì đó. Cá không lấp vào chừng đó, cá dính nha. Đó. Đó. Cá mới dính hay vậy? Bự vậy? Cái số viên sang à. Cá mập rồi. Đi quay chạy. Còn người chút xíu. Con ốc kìa. Con ốc. Sư nhận tư thế là cả nhà, sao cá ký không vậy? Ở đây ốc rắn vừa xong. Đánh con nào đấy bự đi không? Đâu? Để đây xong. Đánh xuồng đi. Đấy. Trời ơi. Vào cho sang rồi. Cả nhà ơi. Nhưng mà cự gọi sao? Sàng nó sướng sướng sướng. Giờ đây có cá lóc nướng lục xả nhậu quá. Thôi mình ăn có cái gì mình ăn cái đó. Mình còn cái lưới ốp ốp bọc mình vẫn chi. Rồi vậy mình thăm ha. Trời ơi. Cái mà dính mà ú trời. Xong ngay trước làm công chuyện là xong. Tới nè. Tiếp tục xong ơi, gì ơi, gì gỡ gỡ, gỡ tiếp, gỡ tiếp. Thank you.
Lâu kiến sang ơi. Cá chắc hết. Cá dảnh. Đó. Ô vô phi bự. Lắm. Không lẽ cá không ngớp là cá dính ta? Nãy giờ mình không thấy nó không ngớp, tưởng nó không dính ha. Cá mới gọi đó xong. Cá mới gọi rồi. Cá đặt mọc nha. Cá xong thì con lại mấy mặt không vui. Ăn no ăn bữa đủ quá nhỉ. Cái lưới này dính lắm nha. Thay rồi là đủ nấu canh rồi đó. Tay này mình kho hay là chiên gì đi. Có nữa kìa. Lộn mà cả nhà nói cá trắng. Ăn tiếng.
Hả? Cá trắng. Thả lên cá lóc kiến nha sang. Thả lên cá lóc kiến nha. Xíu à. Sao? Sao mà thả? Đó. Đó. Má lửa. Để anh lúa anh văng. Chỉ cái lúa văng dính hả? Biết chỗ này có cá lóc kiến hả? Sang này hay nè ơi. Công kỹ. Không nghe hết. À công kỹ anh lúa hả? Cái đâu đó là tôi chỉ. Cá nào cũng chưa găng nữa, bữa nay mình về mình chở cái lưới của mình nó mà. Nãy giờ cũng đủ ăn rồi mà. Dư rồi đó, tính ra kho lạc là dư rồi đó nha. Dư không? Dư. Nay mình không có riêng cái thông nghĩa quê. Sao? Dư rồi. Cuối cùng hả? Hai tay mà, lấy hết tay với thầy cuối cùng. Tay nữa hết chưa? Dở cái mộng của mình cả nhà. Đi. Rồi, tới nhà rồi. Mình đi qua mình dở cái, đưa được cái trại xong. Mới luôn, mới bắt luôn. Bắt cái này để mình rửa đồ chứ nè. Rồi, đi, đi, đi. Trời, mình đi qua kia thì dở. Dữ lắm, nước chảy ra xong ơi. Chảy, chảy cá ra. Lội trên ghe đi, mấy tôi xuống dở cho. Cây trong nhà phải chú cẩn thận nha. Nước chảy thôi không. Không có cá nữa. Nước gặp thì dữ ha. Cá đốc rồi. Cá vô trên trời. Rồi xuống. Cẩn thận cái đâu. Cái này cái đây. Khỏi gỡ cái đó cũng được. Không gỡ nó khó. Gỡ trong luôn kìa. Xuống nha, xuống nha. Xuống rồi. Rồi, rồi. Rồi gỡ trong luôn. Cái mắc kẹt cái này kìa. Gỡ xíu. Cá đó mới dính nó sang. Vô gỡ cá nó xuống mới dính. Đứng bơi bơi luôn hả Sàng? Bơi bơi luôn. Bơi cu lên. Rồi. Thôi đứng đi. Cá
Cho nó chảy xong rồi. Má cái sụp được. Chảy rồi, hết Tới lên sao mày? Tới lúc. Bọn kìa. Có lấy nhau không? Ôi, cái lắm bự. Bự trời. Có cá lóc hay sao? Xong thì nhảy nha. Ồ, cá phi bự bự không ơi. Con cá lát bự. Ồ, cá lát bự cả nhà ơi. Nè. Này cá lát mình nè. Cá lát mình nè. Cá lát đầu xanh dần hết ta. Cá này bây giờ hiếm lắm cả nhà. Ít gặp lắm. Ha. Này có cái hầm hả luôn ha. Trời. Đó, sao cái này xanh dần vậy? Ừ. Hai bên luôn. Màu ấy. Màu đẹp ha. Ừ, có một bên. Coi cá lóc rồi. Đây nè. Đậu nuôi rác kìa. À, còn đây xong đây. Lên lửa ra. Dư găng rồi cả nhà ơi. Quá cầu. Nước chảy này tối cá nhiều à. Chưa đâu, kém kìa. Rồi, lên lửa cá làm món đi. Ăn cơm. Ăn không hết rồi, mới mình đủ cả nhà ơi.
canh nghe cưng. Cái tô mới được, cái tô xanh của mình á. Một hũ này là 10 kg muối cả nhà. Tô dùng đi. Ký không? Thử coi. Ký không? Rồi để 2 kg, 2 lớp muối dưới đi. Dư nhiêu mình đủ nhiêu à. Này cũng 2 kg mấy 3 kg vậy. Được không? Cho 3 kg à. À, xong thì muối chiên cả nhà ơi. Muối chiên xong. À muối sữa. Hôm nay mình có me. Có me ha. Muối sữa bên đây nè cả nhà. Đó. Đây có me. Để có một bữa cơm thì anh em phải đi săn bắt. Tại nấu cơm. Nước cái này chắc mà cái tối này nó chảy mới giữ rồi, cá mới ra mới giữ rồi. Tối nay mình gặn cái nữa ha. Không biết gặn kịp không á. Nếu mà kịp á là mình gặn cái nữa. Buổi chiều rất là đẹp cả nhà. Hoàng hôn rất kỳ đẹp, nước chảy rút ra xiết lắm rồi. Con nước này là con nước cuối cùng của năm á cả nhà ơi, nước cạn đồng luôn đó. Sáu anh em mà còn có bốn anh em cũng hơi buồn cả nhà. Bữa nay chiều hơi gió hơi ít nè, qua bữa gió dữ lắm, gió nó lạnh lắm nha. Đi xem khói quá khói. Ôi chiều đẹp cả nhà ơi, bên đây là có kho me. Nhăn mặt, chứ bữa cơm nhăn mặt. Chị cũng khó à. Đừng còn cá lóc cả nhà. Cái bà Vinh bự hôm nãy không chú bắt luôn. Mà Vinh bự hôm nãy xong. Đây hả? Nó nằm ở dưới luôn gặp. Đây, nó nằm đây này. Ủa sao bên đây tắt rồi? Nói chung là có bữa trúng bữa thất cả nhà ơi, chứ không phải bữa nào cũng trúng. Chờ cái lúc nước giật lại cả nhà ơi. Cả nhà nhớ đón xem nha. Lúc mà nước nó giật khô đồng ha. Cá vô lưới mình cho mà coi. À, cháy rồi. Chùm lửa này á, được cái là mình không tốn tiền nè. Rồi được cái là mình ấm nữa cả nhà. Lời đủ thứ á. Mà đồ ăn ngon nữa. Chứ thằng được luyện gió công nữa cả nhà. Khối á, người phép vậy. Nó nằm ở dưới hôm nãy là lúc không gặp xong. Hình như dấu lặng. Cá mình vừa bắt lên gì nè cả nhà, mình nấu ăn nó tươi lắm, ngon lắm. Thịt nó ngọt. Chứ mình qua nước đá rồi để tủ lạnh á, mình ăn hết ngon rồi. Đó. Nhỏ nhỏ vô. Thế rồi. Ăn phần nữa.
mình hỗ trợ thêm cà nướng đó nha. Đây, cà nướng. Cái hồ lùi gì đó. Cái chừng nó vớt là hư luôn nghe lời. Con gì? Cụ không chiên giòn. Ê, còn cái món này lúa đọc comment đó xong. Người ta kêu là cá rô sao lăng. Anh nào comment lên đó thì chỉ cái công thức làm giùm em luôn đi. Thử coi. Cái này là không có trong menu rồi đó cả nhà ơi. Không có trong thực đơn rồi. Cá rô sao lăng là nào mới nghe nói luôn á. Mới nghe luôn. Không biết sao sao á. Ông anh đó cũng ghê thiệt. Ba chồng mà chuyên gia sáng tạo món mới mà món đó là không biết làm luôn á. Bó tay. Cà nướng này ăn rất là ngon cả nhà. Chọc đi nước mắm lên xem. Té té là té. Rồi nó dính vậy. Nó dính như ta. Bên này ngon nè. Cái trái nhỏ gì này ngon. À, chưa tới. Chưa tới đó quên. Đây là trái này mi sữa. Chưa tới nè quên. À. À, bên đây thì nó ngon nè. Nè. Ở trái vỏ ở trong là cái trái vỏ nó hợp gì giống như mình nướng ngoài làng vậy. Làm nước mắm ngon lắm. Cả nhà có từng ăn món này chưa? Bây giờ lứa tuổi trẻ bây giờ á chắc ít ăn món này lắm á. Từ 8 mét như lúa là ăn món này hồi xưa đó, nhiều lắm. Lâu lâu mới ăn lại món này cả nhà. Cái mưa hành chứa trẻ bây giờ ít ăn món này lắm. Cái nướng chọc nó chảy xệ vậy ta. Ừ. Vô cắt nhẹ lắm. Ngọt mà không ta. Trái nó dễ dở. Lê quay anh em ăn cái cơm có tới hù cả nhà. Tranh thủ lắm luôn mà cũng tối à. Cá chiên, muối chiên. Cá chiên thần thánh hay sao? Món này là món cổ chiên. Ăn cơm là nhất chỉ luôn đó nha. Ui. Lời ngày mốt qua sáng mốt lời mới điện cho lúa. Anh Lực công chuyện không biết xong chưa nữa. Anh biết. Rồi. Xong mai nữa anh em lên ăn cơm cả nhà ơi. Nó bụng lắm rồi, 7 giờ mấy rồi. Lần quần vậy đó cả nhà chứ mất thời gian dữ lắm. Thần ơi cả nhà ơi con nè. Ngon không nha. Ba món. Đây đây, để luôn. Ngon. Này chấm thêm không xong, vừa ăn không? Này không biết nữa, không đem dứt. Con này cá chốt mình ăn. Hồi sáng còn cả nhà. Bữa nay là anh em á đi chài cá nè. Giăng lưới nè. Cuối cùng vậy. Đổ cái bọng mình nè. Đổ lưới luôn hả? Được mớ ủ. Ừ. Có chài là không có con nào à. Chài dở quá không. Rồi ăn cơm. Mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Tại không, tại không có cá bộ. Tại không có cá cho bộ con chài không tròn lắm chứ bộ. Chài chứ ô hả? Cá nước dông này nó rút đi đâu á, nó không gom. Nước kém nó mới gom lại. Rồi mời cả nhà ăn cơm với anh em lúa nha. Chưa, rồi chưa. Rồi. Rồi, lên luôn. Dạ, người trái. Ăn cơm cả nhà. Người trái. Luôn trái. Mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm tối. Mới thấy buồn học rồi cái đó nó chuồn nó đó không? Có hù luôn rồi. Được chưa anh? Ăn trước mình nữa. Còn không hay đó. Thử cá gì ăn không? Rồi cái nhà miếng cá muối chiên nha. Cái chua nha. Chua mới ngon chứ. Là cái nhà gà nướng. Nướng này xối mỡ hành gì? Xối mỡ hả?
Ngon quá. Ừ, ngon. À, đói bụng ăn gì cũng ngon chứ mình. Tối mình ăn nha. Anh em làm mấy mớ cá để ủ cái nè, bị trễ. Miếng cá chiên nha. Nó ngon một cách đặc biệt lắm ha. Đó. Đi cục luôn. Một lần ăn cà nướng rồi cả nhà, trang bán hành rồi á, cả nhà sẽ cảm nhận được cái độ ngon đó. Rất là nhiều bạn chắc chưa ăn món này đâu, bữa nào cả nhà là làm thử đi, bạn nào chưa ăn cả nhà làm thử đi, ngon lắm. Hai mình nghĩ là món này ăn thường xuyên được đó. Không ngán à, ngon dễ ăn nữa. Không biết nó nóng không à? Không, à, nó nóng à. Mình nướng cho nó cháy cái vỏ rồi mình lột cái vỏ nha, rồi nước mắm với mỡ hành đó mình đem cho vừa ăn, rồi mình đổ rồi mình trộn. Tôi chia sẻ với mấy bạn làm chưa làm thôi nha, chứ rất rất là nhiều người ăn món này rồi, mang đậm cái sắc miền Tây thôi. Cá tròn cũng được, cá giòn cũng được đó nha. Chứ có cà là được rồi, chứ có cà pháo là không làm được thôi. Bả làm dừa ha, làm dừa ngon. Đó, ăn gọn lắm trời. Bữa nào mình đi chợ gặp cà pháo mình mua dừa ha, dừa ở dưới mình mua cũng có à. Miền Tây mình đâu có trồng cà pháo. Có bán, có lâu lâu mới có. Hấp xong cái mình bỏ đủ lạnh, chiều cái lấy ra ăn giòn, ăn sống được. Mua chấm mắm tôm được. Chấm mắm tôm là số 1. Mũi này lợi hại anh nha. Đáp dính nè, đáp hút máu liền luôn á. Nó chuẩn bị sẵn mà, nó dương càng lên sẵn. Đáp lên nó nghiêm từ xa vậy, nó chọt cho nó bay hút vô cái bập tư. Thấy nó hùng á, nó 1, 2, 3 nó đâm vô liền. Vừa mũi sẵn á, vô cái cấy vô lụm. Mũi bên mình là nó bay, nó bò bò mấy chích phải không? Nó bò lại cái nó lựa chỗ nào mềm, nó thơm á, chích vô. Còn đây quốc sao mà còn lựa chỗ uống nào có lỗi cho lòng quốc. Nhưng mùa này có gió hết á. Không có gió là nhiều lắm á. Nhờ có gió. Đây đúng là yên tĩnh luôn thôi nha, không có tiếng xe, không tiếng ồn ào máy móc gì hết. Lâu lâu có cô chú đi xuồng quá thôi. Ở đây mà ở đây mình ha, mưa lâm gâm ha, đường kiểu ẹo cái nữa ha. Đâu lấy cái mền ra liền, chùm ngủ. Chùm lại thôi. Nhớ ngày lắm. Ngày một dông liền. Đúng rồi. Mình nhận cái là ông đông anh em cũng đỡ buồn á cả nhà ơi.
6 người mà còn 4 người thấy thiếu thiếu liền. Dứt khoát là anh em năm nay ở lại để thưởng thức cái mùa cá cạn ở đây nè cả nhà. Mình tận dụng hết để kiếm vài hũ. Mình hũ 5 hũ thôi. Hũ thì về để dành đó anh em người hũ. Còn lúa thì lúa có nhà cả nhà ơi. Có hình như còn đâu có 15 hũ vậy. Ở nhà. Cá mè trắng á. Đợi thằng mạnh hả? Ừ. Bắt. Thì để đó ủ xong nấu rồi cũng chia anh em ăn không? Đâu có bán được cái gì đâu. Cá đứa cá hầm thôi lần á. Chắc cỡ tầm 15 con rồi khủng quá. Quá. Nó nhiều quá. Nói cá bự rồi. À, hai mấy ba chục ký một hũ. Con nửa ký gì? Nửa ký à? Thấy cái bằng ra rồi sạch sẽ rửa từ con mà quên phần mặn nữa. Mó bụng giữa để gặp cái nội nguyên hàng hũ đó. Nó kêu bằng kỹ dữ lắm, kỹ luôn đó. Chà giữa từ cái mang từ gái luôn mà cũng gần nấu được đó xong rồi. Qua Tết. Ủa làm trước Tết không ta? Trong Tết. Trong Tết. Rồi có phẩm á. Trong Tết. Bức hữu nè. Đứa này chịu lái bán hả nha. Ông lái cũng ông anh nữa. Tôi kể cho nhà nghe mất cười lắm. Cái ông lấy, ông nói lấy cái chài chài thử một cái đi rồi mình coi cái cá nó bờ nào để mình mua. Anh thằng ông chạy một cái hai dính 5-6 con cá mà dính cây chảnh đó. Thôi được rồi, cá này nhiều quá. Qua bữa sau ông chạy xe tải lên ha. Chạy xe ba gác lên ha. Cuốn kéo đụng được 2-3 mấy ký, 2 mấy ký rồi cái ông bỏ xe về luôn. Nấu căng á. Lỗi ngặt. Mùi gì á. Mùi gì á, nó không anh nó không em á. Chạy cái là thấy ngon rồi hả? Ừ. Kéo lên đi cá. Toàn cái mà trắng không à? Mà trắng là mua rẻ không? 13 hả? 1 tí thôi kìa. Cá mà dinh thì được, biết mà dưới cá dảnh thì được 25, 30 ngàn gì đó. Quên rồi, đâu quá quên rồi. 35 ngàn. 25 mấy gì chứ 35 gì? 35. Rồi cái rốt cuộc anh em giọng lại. Qua sao anh em cho người bọc. Rồi xong luôn. Nhớ là mình đó cái gì. Thấy chưa không? Lũng nó bọc, nó thơm. Nó chơi đi nhiều. Nó chơi cá chơi. Nó chơi nó khoét. Hầm cá hai em trời. Cá hình như gọn được 3-4 con cá chơi. Tôi còn được con cá chê 5 ký mấy. Vì mà cái hồ đất gì mà không hao nha. Hả 40 con mà còn 3 mấy con trời. Cho gửi cho người con hay con. 2-3 ký. Hai bó xương như đó vậy. Chơi gấp vậy đó. Lâu địa chỉ rồi. Anh em ăn cơm xong rồi nghỉ ngủ cái mai làm tượng việc clip ha. Chúc cả nhà có buổi tối vui vẻ nha. Giờ anh em ăn cơm xong rồi nghỉ ngủ ngày mai tiếp tục làm công việc cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.